như bây giờ. Rất là nhiều luôn. Như bây giờ. Đấy ta chắc là không biết cái dụng luôn. Đấy người ta bảo người ta biết cho liên quan thì hỏi bạn biết mấy đội tuyển làm gì nữa hả? Mình thì bây giờ em hỏi là người ta không biết cho liên quan đúng không? Ừ. Thế hỏi là người ta có biết em không? Thì người ta không biết chơi liên quan rồi người ta biết em không phải ca sĩ đâu. Tất nhiên rồi. Dạ nhưng mà người ta có biết em hay không nhưng mà em sẽ nói là em biết người ta đó tại vì nhìn thấy người ta trong mắt của em rồi. Đó. Bỏ ra đến rồi. Ok bây giờ mình sẽ bắt đầu một thử thách nha, không để không cho mọi người chờ đợi nữa. Ok đi thôi. Khó quá. Đi thôi. Thôi. Đi thôi. Ôi ơi, đi thôi.